Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Hello mọi người, chào mọi người đến kênh Sinh Sót Việt Nam. Nay sầu ca cùng sang tóc dài ở gia đình mọi người với anh ba mình. Là nhà Dương Vũ Lãi chuẩn bị đồ sinh tồn ban đêm. Nay mà đi săn đêm nha mọi người. Mấy anh em mình ra sông cái săn. Thì bây giờ mấy anh em mình đang tập trung tại nhà của Lưng, mấy anh em mình xuống ghe. Đây là chiếc vô lại của Lưng. Ghe bọc than ít đỉnh rồi. Nè. Để bọc than, có bọc than. Thì anh em mình đang chuẩn bị đi nghe mọi người. Chưa. Anh ba sửa chưa? Quá trời công tác của chuẩn bị luôn rồi. Quá trời đồ mọi người, thì nước nôi mì đèn rồi thêm áo mưa để chiếc hờ mọi người. Hôm nay đi săn ban đêm săn đủ các thứ hết. Giờ bữa nay mình đang chuẩn bị mọi người. Đây công tác chuẩn bị. Giờ nay mình chuẩn bị hành trình thôi. Tới đây sao các bạn. Là mình vô mấy kênh nhỏ rồi mọi người. Rồi mấy anh em mình chạy một hồi thì vô đây bắt đầu lưng bơi xuồng tắt máy mọi người. Bắt đầu mình mấy anh em đi săn chuột chim rắn. Giờ là mấy anh em mình đang kiếm mọi người. Có gì sau khi sẽ quay cho mọi người coi. Rồi, bây giờ cổng là vô bẩn rồi. Không dám nói chuyện lớn nha. Cống cống mọi người ơi, cống rồi, cống cống. À, đầu tiên con cống nè, quá đã. Để cho nó tự ra. Quá đã. Khai đao mà cái con đầu tiên là con cống là quá đã. Ok. Nhầm. Rồi nhém được rồi, cái mỏ gì vậy, dính cái mỏ gì vậy? Đang bươi gốc sậy ăn. Đà. Bíp bíp bíp. Cổng thịt nó sẽ ngọt hơn mấy lần con chuột mình luôn em. Một lát lại mình lại cổng cho mình. Trắng gốc sậy. Cái cục này còn rồi bíp bíp. Không biết cái này. Thịt ngon lắm. Bắn luôn ta. Một bên này. Để nhích đất vô thấy cái đầu không? Bắn được cái mồi nó cũng chết nữa. Nó cũng bò. Nguyên ông ba. Nguyên rớt ông ba. Ok. Cái này ở đâu rồi? Nghe thấy cái đầu không? Rồi anh bắn vô. Nhưng mình cũng được, nó gãy nó sống rồi được rồi. Mà anh không thấy mình đó nè. Đó. Đó, thấy chưa? Dưới phòng, dưới. Xếp lên trên cũng nó nữa. Dưới lão. Lụm. Rồi. Không chịu chộp. Này. Có nhỏ mà. Con gì lưng? Con gì kêu à? Chắc là nương quá. Mà tọt á. Mắt cổ quá. Tôi đẩy mẹ lên. Bỏ lại đánh đá rồi không? Có chừng nó sống. Anh ngồi đây mà. Con không được nữa. Sẽ tới. Quá cơ nhà.
lưng sẽ tái chút nữa. Có người gọi gió được. Ừ, gọi đi lên. Ừ, đúng rồi. Đứng nhất đứng ra. Rớt. Cỏ. Nó đó, thổi cho tao lá về trên nè. Đó, trên đèn anh lưng chút. Mẹ lại em chút, trên tàu lá. Nó chưa rớt xuống đất kìa, nằm một đống ở trên kìa. Trên ngước đèn lên trời chút. Ừ, nó rớt dữ rồi mọi người, chạy né con rớt đó mẹ. Đó còn rồi nha. Lưng lên kiếm đây nha. Rớt. Chạy ha, còn rớt. Đâu lên. Lưng, giờ coi cái. Mà đã chưa? Rồi. Mấy này mình tiếp tục đi tiếp thôi nha. Hiện tại thì mấy này mình đang gặp được ổ ong nước tối mọi người. Ba đang hôn, lâu lắm mới gặp được cái ố ong mà như thế này. Rồi trời, hai hơi thôi, cắt đầu cắt đít định nghe, cắt đít định nghe đi trời, con mần kia rồi trắng phiếu luôn rồi, nó bự kia mọi người. Vũ ở trong đó đi để nó buông theo đèn mình phun thuốc rồi dịch vũ đi, đem ngoài luôn rồi. Để anh bắt con trước cho mọi người coi. Trời nữa rồi. Trời, nhìn lên đi. Đập rồi để trên lửa con chuối. Trời ơi, ông đem đi đây mà. Đó làm gì? Lửa ông chuối làm gì có nuôi nào? Cho coi. Trời coi gì đâu. Trời ông muốn trời. Đem xa xa ra đi, đem ngoài đi. Ừ, có gì đâu. Anh ba hơi đem ngoài đi. Nè, vô nhân cây trên ba cho nó sống. Cục mật bể luôn rồi. Thôi, em không ăn cục mật, cho em cái ấy đi, cho em cái. Cho em. Anh Vũ mật hay Vũ? Dạ, dính cục mật lại kìa. Trời, lấy cái cục mật nó bóp lên cái tàn chấm đã lắm. Ôi. Anh ba, nó bu đèn. Báo anh ba. Trời ơi, nó bay vô đèn anh ba. Anh ba. Được. Ba báo không mà. Trời ơi, coi có làm được gì đâu. Trời, chết tay em ơi. Trời ơi, xong để lên cho nó sống. Hả, à, dư trời. Vậy nó sống rồi. Trời. Ba báo không ba. Ác chứ. Cũng nhậu đâu. Trời, có mặt gì đâu. Có. Cùng mặt nó dính vô nhậu luôn rồi. Trời, chết chết luôn. Trời ơi, ba báo không mà. Chết luôn á trời. Rồi anh ba báo còn đâu. Ăn nó luôn. Giang hồ như vậy. Cái này là đưa ra khỏi tem được rồi. Ờ, cái đó béo lắm nha. Ở bay kìa, bay tới thấy anh đi về tư. Trời dẹp đi. Rồi, xong rồi mọi người. Ơi. Thôi,
nói. Ăn đây vừa bụng rồi bắt ông chúa cho coi nữa. Báo. Ủa mày toàn sáp không vậy? Thế em miếng sáp đi, em ăn sáp à. Đục. Trời ơi, cái này ngon lắm á. Ông ăn cắn cái ngồi cái mỏ phù lên. Có hàng, có hàng, có hàng, có hàng, có hàng, có hàng, có hàng. Có hàng. Có hàng, có hàng. Mấy nhiêu mình không bắn. Để mở rồi mới sang tay. Dính. Dính lẻo kìa. Nè má. Ngon quá. Em đã không còn yêu. Trời ơi, tôi ở sao tôi làm gồ gồ nè. Trời ơi, nó bự kìa. Nó nãy giờ không chịu quay. Nãy giờ mê ăn không? Coi bành trảng luôn mọi người. Mấy con gì là về mình ăn mấy đã mọi người. Chết một. Nó ngồi em ru hết luôn lưng. Thập thò. Lò cũng, lò chết. Cũng chết. Một con nữa. Con nào nấy như heo trời. Nãy con nấy mở bụng thao. Đá như trời. Lại thêm một em đây. Đi sinh tồn vậy sao đói được trời. Trời ơi, cực kỳ lắm mọi người ơi. Không, vụn cũng chết hả, yên tâm. Con này giờ vậy đó. Một ký mọi người ơi. Không đổ, con cua này nó chắc thịt. Lại gần xíu ơi, đi gần xíu ơi. Mọi người coi nè. Ơi ơi. Này đưa tay vô, đưa tay vô. Ừ đúng rồi, đưa tay vô nè. Hai, ba. Ôi ơi, bữa nay có lọc ăn nha mọi người. Trời ơi, có hàng vip luôn. Con cua này là cua chắc cực kỳ luôn nè. Trời ơi, càng nó kìa. Sao không chắc được. Nửa ký nghe mọi người. Đây nè, xong nè mọi người, chứ không phải đâm vuông người ta nghe. Không lấy không cột càng không bỏ đâu ngồi đây hồi nó cạp. Vậy dễ học cái luôn đi. Rồi đó, trời. Anh Linh ơi đúng đỉnh rồi Linh ơi. Bỏ đại đi, nó kẹp anh ba chứ không kẹp ai đâu. Đúng rồi. Chắc con cua này chắc thịt lắm. Để hồi nướng cua lên cho mọi người coi. Trời ơi nó đã. Tỉnh táo lại liền á. Đâu chụp hình, chụp hình. Hình anh em. Khoan, để ta chụp cái. Từ từ. Anh gửi với em luôn. Ok yeah. Chưa. Ok. Rồi, quá đã mọi người ơi. Cua cả cái ký. Mấy con à? Không. Có thông được không? Nó nhụt gan như vậy. Có cộng gan ở đằng sau. Kêu gì? Quấn lại gì?
một con. Con này hơi bị bự nha mọi người. No rồi, no rồi, cái tiếng mình làm như trong lên trời. Con này quá to mọi người. Bắn bằng ruột cũng cái sạc mạnh hơn, nó mạnh hơn, có lực hơn nữa kìa. Chết luôn. Chết luôn hả? Bắn cái chết luôn, chết tốt luôn mà. Không la luôn mà. À, ngay tim. Ngay tim. Trời ơi, sao mà đỡ được. Xin tim lên nó chết luôn. Thịt dữ gì lưng. Tiếp tục nha mọi người. Lụm. Hay dữ chứ. Cống nhỏ à? Cống nhùm, cống nhùm. Nhùm nhỏ à mọi người. Ghê trời. Bông sậy. Bông sậy người ta làm chổi nữa mọi người. Bẻ bán phơi khô mười mấy ngàn ký á mọi người. Bữa mình đi trong rừng của mình. Lụm không? Bự nữa. Bự trước. Nó là... móc nè. Ngay tim mày. Ngay đầu rồi. Nè. Ngay đầu nó ra. Con này bự hơn nè. Giờ này cống nó ra mọi người. Ở đây con dính cái này nè mọi người. Ở đây con nè. Cái này hỗ trợ đâu? Đang làm mà. Nào. Trời ơi kìa. Trời ơi xiên tim. Ôi, xiên tim nữa rồi. Con này mập dữ lắm mập. Đi bằng mỡ con thua con nướng đâu. Quá trời ơi. Nhìn thấy cái đầu luôn á. Cái đầu còn cống rồi. Xiên tim nữa hả? Bắn ghê vậy trời. Con mập kem. Ăn no vô làm như có sức. Nè con cống nè, bên đây con cống nè, nhìn nhịp cây nè mọi người. Lấy đầu móc đi lớn. Ủa nó nhỏ mà. Chết luôn. Cái gì? Chết luôn. Ê không nhỏ nha. Cũng được đó. Tâm tịch như vậy. Ờ ngay trên sống mà. Ôi, cũng xiên luôn. Nhúng nước cao. Hai mũi hai con. Nhớ đó con chuồn chuồn lý. Cống rúng là biết bơi. Ai không biết bơi cống rúng. Cái ca hút bơi cho cống rúng này ca. Rồi bỏ đi. Cấm nha mọi người. Rồi. Cống rúng là biết bơi á. Không cống bự. Con đỏ nè. Tiếp tục. Dẫm như vậy. Quéo đi để chảy mà tiền không á. Lúc luôn hay gì rồi. Đúng rồi tàu lá luôn. Ê còn con nó kìa lên. Lên còn con nó kìa lên. Nó tàu lá đó đó. Dưới đó đó. Ừ tàu xong lá nhỏ đó. Ừ đó. Có gì á? Ừ. Lông bia. Ủa vậy hả? Để được gì? Để còn lông bia ngon quá ha. Bừa bãi. Vô đây. Anh bởi vô lụm lon luôn. Chụt cái mọi người. Đứng chưa? Cái gì vậy? Rồi đi cái gì đâu?
Người chỉ kia đâu? La ghê luôn. Bự à? Ghê rồi. Rồi, nó phê luôn mọi người, nó dậy xuống đây mọi người. Lương đang kiếm cái chĩa kia. Chết luôn rồi Lương ơi. Chắc có thể chết luôn rồi. Em ngu mà. Con này khó lấy hả? Bự thiệt bơi tung tung luôn. Bằng con heo mội. Nó khôn dữ vậy lưng. Đeo vô cái gì? Ờ nó bự kìa. Công cái chĩa luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Bỏ nhiều tụt cống vậy mà. Con mấy mày cỡ đó đó trời. Ai dữ rồi. Vậy con cái nào mấy con. Để thương làm sao gọi đầu như vậy luôn hả? Để thương nhỏ dữ trời. Vậy mất chín rụng. Chà bá luôn mọi người. Giờ là phải bơi qua cái đống bát này. Còn bên sau lưng đã dữ vậy trời. Con này to. Còn cắn cỏ cọc sơn nữa. Còn sơn nữa phải không? Mày tớ mẹ. Trời. Đã gì mà. Còn cánh sạn đây nữa. Để lần nữa qua này giúp cho mọi người coi. Ghê thiệt này. Gì cũng được á. Dinh còn cò là mười. Ê, cò đỏ. Cò này ngọt. Tới tháng hẹn là đi kiếm nó luôn. Qua tới. Hay gì thứ vậy? Chồng nó bắn. Siêu dữ trời. Một con luôn rồi. Quá đã. Đỉnh như vậy. Đây là màn bắt cắn của lưng vô lãi mọi người. Nhìn cái nó lại còn gãy. Thủ đập nó gãy sống luôn. Anh ba báo.
Anh thấy đầu nè, để anh bắn không? Kìa, đầu kìa. Móc chụp đi, móc chụp đi. Ừ, lấy đá đi, dễ ăn hơn, móc móc. Giờ lấy biết chừng nào. Thì nè, móc, em móc chụp nó rớt xong mất á. Chụp mà. Rồi, lấy đi, chú đi. Thì lấy đá bắn mọi người qua thôi. Giờ móc cho đá lâu lắm. Em biết móc đi. Móc chụp đi. Nè, mặn. Của lưng lại. Chụp, còn gắn xuống. Muốn thấy chưa? Thấy chưa? Có rồi, thấy và chưa? Sau đây là cái kết của chụp gắn dầm mặt cái này. Gắn bự mà để định trật. Chụp hết nắng. Vừa cái nhà. Bài kêu hát là mũi nó lên. Chín cái nái. Này thấy cái đầu nó né đầu nó được rồi. Bự không lưng? Lưng bự không? Nhỏ hả? Nhỏ sao la lớn vậy? Không có bự. Nhỏ cỡ 5 cm. Gì? Nhỏ mình 5 cm. Rồi, đấy mà. Gì? Tự lâu. Muốn nhận, nó muốn nhận xuồng cái gì nè. Thức đợi tới giờ. Thức đợi tới giờ này đó. Bài sáng rồi đó. Bài sáng mới được con cống hơn nửa ký mọi người. Mọi người nghe khe không? Lừng lấy cây, lừng chọt lô đích này. Dính đâu hả? Ôi là trời, vậy kìa. Ôi là trời. Anh em con chuột nè anh em. Nguyên một đêm mới có con đầu tiên nha anh em. Review cái ai? Nè anh bự. Con này nửa ký hả? Một con nửa ký mọi người. Hả lưng đúng là cầu thủ mọi người. Hồi xử cái lưng. À, được con mồng trời bữa nay. Nửa ký nghe mọi người. Chắc cú nghe lưng. Để nó quất. Chú dưới máu kìa. Rồi nặng kìa. Nó cong luôn cây ấy luôn hả? Rồi nó mạnh kìa mọi người. Nó tắt nước một chút xíu nữa. Cho nó chết hẳn nó mới đem lên lên xuống. Đã dư trời, nguyên một đêm một con một. Rồi cắn cái sợi cục 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 nghe tiếng bị cắn. Nghe được nó cắn cái sợi luôn. Đó. Đỉnh dư trời. Đã. Tiếng cắn sợi vòng vòng nhưng mà không nghe. Đực mớ nè, đây 2 kg rồi nè, đây 2 kg lọc lọc sẵn nghe mọi người. Đó. Đây 2 kg lọc sẵn rồi. Giờ thêm được mớ nữa. Này chắc cấm con. Cấm con 2-3 con là mọi người thấy không? Đây cấm con. Đó, đạp tắt nhang mũi của tôi luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Nhiều biểu không lên. Bự lên. Nửa ký nha mọi người. Tiếp tục. Buồn ngủ gặp chiếu mâm. Tươi con cò đỏ đó mọi người. Ơi. Quá đã luôn. Đây lá phê. Dĩa đa năng coi nha. Con bổ cò luôn. Xuyên ngang luôn hả? Hai con mà. Cò mập không nghe chứ không phải cò dở đâu nghe. Trời uống đồ rồi mọi người. Nãy nướng ăn hết mớ rồi đó. Điệp.
gì á. Rồi giờ mấy anh em mình về nha mọi người, cũng khuya rồi. Về lên xuống gặp mấy nè, mấy ăn ở lên lá ngủ mấy sáng kia rồi mới đừng. Vinh còn mọi người ngủ ngủ miếng gì view. Được một con nha mọi người. Đây một bịch mấy ký nè, có con cua nè mọi người. Người đỉnh chưa? Bịch này hơi bị nhiều quá nghe. Đóng chuột luôn. Rớt nè. Ai cắt nước. Ấy. Đầu đầu. Đầu đầu. Hay quá. Đừng có nghiêng nha. Anh Sô Ca bắn. Con này cắt nước. Quá đỉnh luôn. Tầm ô luôn mọi người. Đẹp. Rồi kìa, hay dữ chạy. Sô Ca mà nói gì? Ngủ lắm mà nè. Bự lắm à, khát nước. Chim khát nước nha mọi người. Có sừng trên đầu. À, thấy chưa? Có cái chớp lông trên đầu. Khát nước đó mọi người. Tại là phải nhổ lông chim với mần chuột. Chứ để nó sình nha mọi người. Đây mọi người, được mớ nè. Mười mấy con chuột với cò chim này, anh ba đang nhổ con khát nước nè mọi người. Nhưng mà con nào mà dễ nhổ lông là nó thịt ngon đó. Mình với Sang ngồi sao? Nhiều nãy giờ 2 ký hả? Có mấy chục bự nó im. Nhà mặn xong người đầu mình đi chút xíu nó thấy đầu sinh tồn rồi mọi người. Trải nghiệm săn đêm với lưng gì anh em làm thức đêm giỏi là ok. Mà anh em mà thức đêm không nổi thì cứ ngủ đây nghe mọi người. Có chuyện có chuột gì thì nó đỡ buồn ngủ. Máu hàng năm xuống. Anh ba mà nghĩ kỹ anh ba đừng có báo nữa anh ba. Con này nó gặp mình nó nhảy mà. Nhảy tụt 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 chứ. Khùng lắm. Con nào nó y gan như bình kia. Nó khỏi kêu. Lưng lột chuột kìa mọi người. Đầu lưng lột lột né né cho anh quay. Mười mấy năm chân nghề một điều luyện 20. Để luôn à, nướng luôn à. Kinh lưng mạnh luôn á. Để hồi ổn quẩy hồi mổ bụng. Coi nhang mũi mình còn không được sang cắn gì. Còn nó sao cắn như vậy? Hợp được mà. À, đến hồi gì vậy? Hiện tại thì mấy anh em mình đang tập trung lên bờ để nướng sinh tồn rồi nè, đói rồi.
Hiện tại là cũng 2 giờ mọi người. Có đem nhân mũi lên nghe anh ba. Thì bây giờ là mấy anh em mình lên nữa. Chạy nước nữa đây ba ơi. Gạt qua nhân mũi cháy áo mưa rồi. Còn gì nữa không? Mình cho mình lựa được cái địa điểm này mọi người. À, im chưa? Dạ, mấy anh em mình đang tập trung nè. Mình đang kiếm chỗ này mọi người. Chỗ này đi phải không? Đã chưa mọi người? Mọi người thấy không? Một hồi kiếm thang vô cái lỗ này. Nè, lỗ này. À, đây mình gác lên nướng luôn, mình khui khui cho nó rộng rộng nha. Ok. Ok. Giờ đợi sang với mọi người lên. Mọi người đang đốt lửa chuẩn bị nướng nha mọi người. Này anh ba với sang đang đốt với mình. Luân thì chạy đi kiếm ít thêm. Chút nữa rồi. Giờ đốt lửa sưởi nha mọi người. Lên. Ấm ha. Bên kia mà mày buồn ngủ mày gặp chiếu manh nè. Kiếm thêm gì nữa rồi. Đã dư trời. Bởi vì cái màn khủng á. Rồi mọi người, sau khi sắp xếp xong thì đừng làm nước chấm. Mấy anh em mình đang nướng đó mọi người. Đang chăm sóc con cua luôn. Con cò này. Nhân vật chính. Đây, cho mọi người coi con cua các mọi người. Nhân vật chính này. Đây, nhân vật chính. Cua này thì tốc độ thịt của nó thì khỏi chê. Hồi nổ càng luôn rồi nè. Quay ngược ra, quay ngược ra. Quá cho thịt luôn trời. Coi chừng nóng. Cua này chắc rồi, nó lần nổ. Trời. Quá trời anh em ơi. Cua này phải nói luôn. Trời ơi anh em ơi, cua này anh em. Quần cây luôn. 1-2 giờ rồi đó. Rồi, nướng chút xíu nữa là chín rồi nè, con này chín rồi nè. Xong rồi, bao ngon. Một chút cho mọi người coi. Quá trời khỏi mọi người. Ba bộ nem ngồi nướng đã chưa. Ngồi quanh đây nó ấm. Chín hết nha. Quá thơm. Chuột, chim, ếch, cua. Đủ rồi. Nữa. Cá nữa. Xôi ốc ốc luôn. Ôi già là sao vậy. Mỡ nhiều lắm cái tôm luôn. Chuột mùa này mất nữa nè. Cái này này nè. Chuột nữa mấy này mày nhập tiệt chứ. Mấy này mày chín nè mọi người. Nấu lưng tách tách thử con cua coi nó chín không lưng. Chỗ này quan trọng nhất là lưng. Đây, cảm ơn lưng. Tách thử coi nó chín không mình biết. Mắm siêu cay luôn. Đứng lại nè mọi người. Lưng tách cua mọi người. Để mời cả nhà dùng nha. Mời sao. Đâu. Chín anh ơi. Ôi anh em ơi, con cua đáng đồng tiền bát gạo anh em ơi. Rồi, chia đi, chia anh em ăn đi, thưởng thức đi. Bấm cái này nha. Đơn giản luôn quá. Rồi. Này hỗ trợ anh nè. Anh có thể. Quá ngon nè mọi người. Còn gì bằng đi đêm khuya bởi vì còn gì bằng. Rồi nấm. Đúng là cái miếng ớt siêu cay. Ăn đi. Sáng đi sáng. Quá trời. Đúng rồi, miếng ớt siêu cay luôn. Con cái quéo quéo mỏ luôn. Cũng chắc thịt ngon. Hỗ trợ cho mọi người ngon nó đã mọi người. Hôm nay mình gom đây xin tôm ăn khuya ăn cái đó quá. Em ăn đi em ăn đi. Xong cái anh em mình về. Bố anh em về. Con này sáng nó chưa ăn gì luôn mà bị ngưng bắt. Trời chưa bao giờ ăn cua mà nó béo cái này vậy trời. Bao không? Ờ thật chưa. Ừ. Thôi tao biết. Lấy mấy cái. Ba ăn đi ba. Thử đi, đi. Thử đi, không ăn thiệt nha. Sang cũng thiệt. Đây.
Thế cầm mấy điện thoại bình thường nha. Không ăn, em mấy bình thường luôn. Cái này đó. Đấy, chú chín rồi nha. Lên luôn, lên luôn. Cầm gì ăn, cầm ăn. Rồi, tao biết rồi. À, trời, mới thấy con gùa luôn trời. Nó chín quá, nó khô nè. Ừ. Em ăn sáng ăn đi. Ăn đi. Tự nhiên em thấy người ta ăn hoài. Thì hôm nay em ăn đi. Chuột mà nó chín cái này nè mình. Bây giờ anh em mình ăn xong cái anh em mình về. Nhiều lắm rồi, sáng sáng nha. Đã dưới trời. Anh em thấy thì video có thú vị và hay. Cho mình một và hai và... Có một mớ cá này nè mọi người. Lưng nó tách nè. Ăn, ăn sáng em ăn đi. Tách ăn nha. Kết thúc video của em. Phải là... Đây, mở anh sầu ga nè. Mở cho anh sầu ga luôn. Thức đêm quá kịch. Mời mọi người. Ăn gà này. Ăn luôn. Ăn cua trước đi rồi. Mời mọi người nha. À, đã luôn. Ôi là trời. Ngon. Quá trời. Quá trời. Nói tại bữa nay mày ăn quá đã nè. Ôi, chắc kết thúc video đây luôn nha mọi người. Bởi vì vậy mọi người ở cái clip sau nha. Rồi tạm biệt mọi người. Để mấy em ăn rồi về chứ mũi quá. Để em coi lần cuối nó hóa cho thịt ăn.